hết chưa? Lâu tiếp đi. Trời ơi, mới có 15 tháng tuổi phụ mẹ lau nhà hả? Tội quá, thương giỏi dữ vậy. Ôi, qua đây lâu luôn á hả? Lâu nay tối thui dây điện không mà con, đi bên kia. Như chỗ sáng nè. Thấy mẹ cứ lau nhà hoài, cái ông mất kiếp cũng đụm khăn lau nhà. Nay mặc đồ mới 24 tháng nha. Cái tiếng phật mít nha. Đâu lau nhà đâu, mẹ lau nhà sao đâu. Mẹ như cứ ngồi lau khí thế luôn. Cái lúc quay phim thì hết làm. Cái tiếng phật mít. Lau đi, sao nãy giờ con lau nhà đâu. Mẹ quay phim cho con lau nữa. Lau nhà sao? Mẹ lau nhà sao đâu? Tiếng ổng là trời, đúng đục cho mấy cái đó. Dơ cái khăn của tôi hả? Quậy. Chứ quậy.